Hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Tâm Điện Tử nha. Mình là Tâm Cùi Bắp đây. Hôm nay Tâm sẽ chia sẻ với mọi người và các bạn một vài cái mẹo vặt nhỏ nhỏ trong gia đình mà mình cũng thường ngày mình cũng hay gặp nha. Thì trước tiên là Tâm chia sẻ với các bạn về cái cách mà kiểm tra nhanh là cái remote của mình nè, đang sử dụng là nó có còn hoạt động được tốt hay là không. Thì cách nhanh nhất là làm như thế nào? Thì thường thường á, cái remote của các bạn đang sử dụng là tất nhiên các bạn cầm, các bạn bấm lên TV thì nó vẫn điều khiển tốt bình thường, thì không gì để nói rồi ha. Tới một ngày nào đó tự nhiên mình cầm remote lên xong mình bấm lên TV thì TV nó không có tác dụng gì, không điều khiển được. Thì lúc đó mình không biết là cái remote của mình nó có vấn đề hay là cái TV nó hư. Thì cái làm cái nào để mình kiểm tra nhanh cái remote của mình nha. Thì trước đây cũng có một cái cách mà kiểm tra nhanh cái remote đó là các bạn dùng cái radio của mình đó ha, xong các bạn bật qua chế độ FM, bật qua cái phần đài FM á, xong các bạn hướng cái remote của mình vô cái radio đó thì các bạn bấm cái nút như nè ha, bấm như nè. Thì thường á là mỗi lần các bạn bấm á, thì khi mà bạn bấm một phím gì nè, cái sóng trong mắt hồng ngoại này nó phát ra, nó sẽ kêu, nó làm trong cái loa của cái radio của mình á, nó phát ra một cái tiếng kêu bíp 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 theo như thế này nè ha. Mỗi lần mà mình bấm á, thì cái trong cái loa của cái radio của mình á, nó phát ra tiếng bíp 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 bíp. Thì đó cũng là một cách thử để biết là cái remote của mình nó đang hoạt động tốt nha các bạn. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai Tâm chia sẻ cho các bạn nữa là như thế này. Bây giờ các bạn có điện thoại, dường như mọi người ai cũng có cái điện thoại hết trơn nha. Thì Tâm lấy cái điện thoại này, Tâm minh họa cho mọi người coi. Đây. Thì các bạn lấy cái điện thoại ha. Xong mình vô chế độ camera nè. Bật chế độ camera lên. Đây nghe các bạn. Thì các bạn sẽ lấy cái remote này nè. Các bạn hướng vô ha, gọi vô camera nè. Nè các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy camera nè, nó đang thấy cái gì món trong nè ha. Thì các bạn bấm nè. Đó. Các bạn bấm phím nè, đó. Thì các bạn bấm bất kỳ một cái phím nào trên cái gì món đó. Các bạn nhìn trong camera nha, đó, trong màn hình điện thoại mình nè. À, lúc này đang bật ở chế độ camera các bạn ha. Thì các bạn thấy nè. Đó, các bạn bấm mỗi lần bấm một phím là cái con mắt phát tia đó, là con mắt hồng ngoại đó, nó phát ra một cái tia sáng đó, sáng sáng. Thì như vậy là cho các bạn biết là cái remote mình vẫn đang hoạt động tốt nha. Thì nếu mà remote hoạt động tốt thì TV của mình hoặc cái thiết bị nào đó mình đang điều khiển nó bị hư ha các bạn ha. Còn trường hợp bây giờ các bạn đưa vô đây bấm, khi vô đây bấm gì, đưa vô camera của điện thoại các bạn bấm, mà các bạn bấm các bạn thấy nó không có một cái phát tia ra như các bạn đang xem trước mình nè, nó không có phát sáng, tức là cái remote của mình nó không hoạt động nha các bạn. Thì remote nó hoạt động thì một là remote nó hư, bản thân remote nó hư, thứ hai nữa là hết pin. Thì các bạn nhanh nhất là các bạn nên thay cái pin mới đi. Bây giờ mình sử dụng nhà đâu, mình đâu có đồng hồ đo đâu ha, đâu biết là nó hết pin hay không. Thì tốt nhất mình nên thay cặp pin này, cặp pin mới nè, thay pin mới vô đây thì các bạn lại thử tiếp. Nếu mà các bạn thay pin pin vô mà các bạn thử lại nó có phát tia tốt thì ok, bấm lên TV điều khiển bình thường là kết thúc ở bước đó. Nếu mà bây giờ mình thay pin vô nữa mà nó không được
cũng không được luôn. Thì tất nhiên là ghi mã thư, mà nếu ghi mã thư thì làm sao? Thì nếu mà trường hợp ghi mã thư á, thì các bạn vui lòng quay lại cái clip hôm trước Tâm có làm một cái clip hướng dẫn cho các bạn cái cách mà kiểm tra cái remote ha. Trong đó Tâm chỉ rất là kỹ các bước kiểm tra remote như thế nào, các bạn vui lòng xem lại cái clip hôm trước Tâm có hướng dẫn đó, các bạn xem cái clip đó lại giùm Tâm nha. Nó là như vậy. Cái thứ hai nữa là Tâm muốn chia sẻ cho mọi người về cái cách mà mình dùng cục pin này nè. Cục pin này các bạn cũng hay sử dụng hàng ngày ha. Đây cục pin là mình dùng cái cục pin này để làm cái gì, nó có cái tác dụng gì để mình kiểm tra lo á mọi người. Kiểm tra cái lo á thì các bạn dùng cái dây như mình nè, đây một cái dây đỏ, một cái dây đen hoặc là dây đỏ như trắng như Tâm đang hạn gì cũng được. Thì cái dây đầu đỏ này nè là đầu dương của pin nha mọi người, dây trắng là đầu âm của pin. Thì mọi người hàng như vậy nè, nó hàng như Tâm hàng vậy đó. Thì kiểm tra lo là kiểm tra như thế nào? Đây là đỏ, đây đỏ là dương, đây này là âm ha. Thì Tâm lấy cái lo cho mọi người xem nha. Đây là cái lo nha mọi người, đây là cái lo bass, nó bass 2 tấc nha, nó bass 2 tấc. Thì thường thường nếu mà trước đây các bạn có thể dùng cái đồng hồ POM này nè nha. POM này thì các bạn bật về thang đo nhân 1 nha. Đây đồng hồ POM này các bạn bật về thang đo nhân 1, các bạn cứ dí hai cái que đó vô hai cái chấu, hai chấu lo ở dưới này. À, đây nè, hai chấu lo dưới này. Để Tâm zoom cho rõ cho mọi người nhìn nữa ha. Đây, dí vô hai chấu lo này. Một que các bạn dí, một que các bạn ghi ha, dây quẹt như nè. Đó, các bạn quẹt. Đó, như thế này thôi. Là các bạn nghe nó gọt quẹt đó ha. Đó, là chứng tỏ là lo. Nó tốt ha, ok ha. Thì các bạn nhìn đây nè, bất cứ cái lo nào cũng vậy hết, nó đều có phân cực rõ ràng. Lo thực chất là có phân cực, có phân biệt âm dương nha các bạn ha. Đây là que dương nè, dấu cộng, đây là chấu này, âm là dấu trừ. Thực tế nếu mà mình gắn lo, mình gắn dây lo mà mình gắn không có đúng cộng trừ á, thì lo vẫn hát bình thường, không ảnh hưởng gì ha các bạn. Thế các bạn nghe bình thường không có gì hết. Nhưng mà nói về cụ thể là nó có phân biệt, nó có phân biệt cộng trừ. Đây, có phân biệt cộng trừ lý do tại sao? Bởi vì các bạn nhìn đây là các bạn lo nè. Nếu mà các bạn gắn không đúng cộng trừ á, cái này các bạn gắn đúng cộng vô cộng trừ vô trừ từ cái đường xuất âm hay cái dây lo đỏ đen của cái ampli á, các bạn gắn vô đúng á, thì khi các bạn phát nhạc, phát âm thanh nghe nhạc, nhất là các bạn quýnh nhạc mà khi mà nó quýnh tiếng bass á, tiếng bùm bùm đó, thì các bạn để ý kỹ cái lo nó sẽ dội ra như gì nè. Quýnh bùm nó sẽ dội ra ha, quýnh bùm nó dội lên, nghĩa là khi mà quýnh tiếng bass nó quýnh á, mà khi các bạn quan sát trên cái lo là các bạn thấy cái lo, cái màng lo nó nhảy ra ngoài nha, nó nhảy ra ngoài rồi nó lại trở lại vị trí cũ ha. Nè, đây là vị trí cũ của nó. Khi các bạn quýnh tiếng bass, cái bùm nghe tiếng nhạc quýnh quát cái bùm cái, cái màng lo nó sẽ nảy lên. Đó, nảy lên như vậy thì nó trở lại vị trí cũ, nghĩa là gắn đúng cái dây lo á, gắn đúng cộng trừ, nghĩa là phân cực cho nó đúng. Còn trường hợp mà mình gắn không đúng thì nhạc cũng nghe bình thường thôi, nhưng mà mình nghe cái tiếng nhạc làm như nó không có lực. Nghe nó không có lực các bạn. Ví dụ như bây giờ quýnh tiếng bass hay gì nó văng ra gì, cái nó quýnh tiếng bass nó hụt vô gì. Có tiếng ca mà cái tiếng nào mà nghe lớn quá cái tự nhiên các bạn nghe nhìn cái màng lo nó thay vì nó nhội ra gì nó hụt ngược vô gì nè. Nó cứ văng ngược vô gì rồi nó trở ra gì, văng ngược chân gì cái ra gì. Cho nên cái vấn đề ở chỗ là các bạn gắn đúng cộng trừ của cái lo này nó rất quan trọng nha các bạn, nó ảnh hưởng tới chất âm rất nhiều. Thì thực tế lúc trước á, một số người cũng không có quan tâm vấn đề này, cho nên mình sẵn đó mình chia sẻ cho các bạn biết luôn.
vấn đề nó khá là quan trọng nha các bạn. Cho nên là nên gắn đúng cộng trừ. Chẳng hạn như các bạn hát cái âm đi, các bạn hát hai cái lo, một kênh bên trái một cái lo, một kênh bên phải một cái lo, mà kênh bên trái á, các bạn gắn đúng cộng trừ cái gì, còn kênh bên phải các bạn gắn sai, nghĩa là các bạn gắn không đúng cái gì, nghĩa là thay vì gắn cộng đúng cộng trừ đúng trừ thì mình gắn ngược lại, cộng vô trừ, trừ vô cộng. Thì khi đó các bạn nghe cái âm thanh nó rất là kỳ, tại vì một một cái này âm thanh nó văng ra nè, nó hát dội ra, còn kia nó ngược lại, đó mình gọi là ngược pha đó các bạn. Ngược pha thì nghe âm thanh nó rất là không ổn ha. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề thử cái lo này bằng cái cục pin ha. Đây bây giờ vô thắng vô vấn đề chính, không có đi vòng vòng rồi làm mất thời gian các bạn nữa, tại cho mình muốn nói mở rộng lên xíu để cho các bạn hình dung được ha. Thì mình đi vô vấn đề chính nè. Đây là hai cái que, hai cái chấu, hai cái chấu, đây là trừ, đây là cộng nè. Bây giờ hồi nãy là mình dùng đồng hồ mình đo, bây giờ mình trường hợp mình thử nhanh cấp tốc là bây giờ nhà mình không có đồng hồ nữa, mình thử bằng cục pin thì các bạn cũng làm như trang như vậy thôi. Thì các bạn tưởng tượng đây là cái hai cái que đo nè, thì một que mình cứ chấm vô, một que mình ghê nè, các bạn thấy không đó, các bạn thấy nó kêu bột gạt ra là ok ha, là lo ok. Thì bây giờ mình quay lại mình nói cái vấn đề phân cực đúng cộng trừ như thế nào cho bạn, các bạn thấy nè. Đây là dây đỏ là đầu dương của pin, còn cái này là đầu âm, dây trắng là đầu âm của pin nha. Thì bên đây nè, cái dây màu xanh bên đây là cái đầu âm của cái lo, dây này là đầu dương của lo. Bây giờ mình chấm mình quẹt cho các bạn coi nè, để thấy cái màn lo nó thay đổi như thế nào nha. Bây giờ lần đầu tiên là mình cộng đúng cộng trừ đúng trừ, nghĩa là phân cực đúng nè các bạn nhìn nè. Các bạn có thấy cái màn lo nó thay đổi không nè. Bây giờ mình quẹt vô nè, các bạn để ý kỹ cái màn lo nè, các bạn thấy nó, các bạn thấy cái màn lo nó dội ra ngoài rồi, đó nó văng ra ngoài rồi nó trở lại vị trí cũ nè, các bạn thấy không đó đó. Còn bây giờ nếu mà âm đảo ngược lại, nghĩa là phân cực ngược đó, thì các bạn nhìn nè, nó hút vô nè, thấy chưa nè, đó. Cái lo nó sẽ rút vô trong, nó rút vô trong rồi nó văng ra lại, đó là phân cực ngược. Thì vấn đề tâm chia sẻ cái mẹo của cục pin là chỉ có vậy thôi ha các bạn. Pin thì trong nhà mình thì bạn nào cũng có rồi, cho nên thử bằng pin nó rất là nhanh. Các bạn cứ quẹt vậy là biết được cái lo nó còn hay không là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là mình xác định được chiều âm dương phân cực của cái lo. Khi mà tâm nói tới đây thì sẽ có bạn nói là ôi trời, cha nội này nói chuyện quê vốn, bây giờ lo nó có sẵn cộng trừ ở trên đây rồi, rồi thử khỉ khô gì đó. Thì rõ ràng nói cho các bạn nghe nè, cái đó học các bạn nói không có gì sai hết trơn á, cái đó không có gì sai hết trơn á, là lý do á, lo zin á, lo zin đúng sản xuất của nhà sản xuất, người ta sản xuất á, là bảo đảm các bạn 100%, tại các phân cực này nó sẽ đúng, không sai đâu, chạy đâu được hết trơn á. Nhưng mà cái vấn đề sai chỗ là nhiều trăm lần thì cũng có một lần, là những trường hợp mà lo các bạn đem đi làm lại á, làm lại hoặc người ta quấn bị cái dòng dây nó bị ngược sao kiểu nào đó mình không biết, thì sẽ có trường hợp nó rớt vô cái trường hợp là ở đây cộng đây trừ nhưng mà nó lại ngược nha các bạn. Cho nên là mình thử để mình xác định phân cực của nó, không có, nó không không bây giờ là gọi là dư hết trơn á, không bao giờ dư hết. Hoặc là các bạn khi mà các bạn gắn cái dây lo vô ở phía sau cái âm ly của các bạn á, sau cái thùng lo của các bạn nó có hai chấu lúc nào cũng có đỏ đen hết đó, thì các bạn cứ gắn đúng đỏ đen của hai cái đầu dây ra của âm ly, gắn đúng đỏ đen vô hai cái đầu dây, hai cái chấu của cái thùng lo đó, thì khi các bạn phát nhạc á, thì các bạn để ý cái màn lo là các bạn biết rồi, để ý cái màn lo coi nó văng ra hay là nó rút vô. Nếu mà nó văng ra thì bảo đảm là đúng phân cực, còn nó hút vô là sai, thì mình chỉ việc mình sửa lại thôi, đâu có gì đâu khó khăn ha các bạn. Đó là tâm trí chia sẻ các bạn cái mẹo nó vậy thôi. Còn một cái mẹo nữa là mình cũng hay gặp ở trong cuộc sống hàng ngày lắm nè, mình lúc nhất là mình hay di chuyển đồ đạc á, trong dàn máy mình á, mình kéo ra kéo vô, kéo ra kéo vô là nó dễ bị tình trạng này lắm nè các bạn. Thì hôm trước cũng có một người khách cũng hỏi tâm là cái tình trạng gì rồi làm sao,
Đây nè, sẵn đây Tâm chia sẻ cho mọi người luôn. Cái này các bạn có thể tự xử lý ở nhà mình ha, xử lý tại nhà mình được. Đó là tình trạng gì các bạn? Đó là tình trạng mà những cái giắc AV nè, các bạn nhìn thấy rõ không? Đây nè, cái giắc AV nè, những là cái giắc AV trong đầu đĩa nè, trong đầu đĩa hoặc sau tivi, mình ghim ở sau tivi cũng vậy. Thì các bạn ghim á, ghim vô đó, nó ghim vô gì nè, lúc mà mình di chuyển cái dàn đầu mình á, mình quên, có khi mình sơ ý mình quên á, sơ ý mình quên mình kéo cái dây, kéo dây AV á, kéo dây AV làm nó vướng, nó gãy hai cái chấu này trong này nè, đó hai cái chấu, hai cái dắt của cái đầu dây AV ở trong đó, đó là nó gãy hai cái dắt này ở trong nè mọi người, đó nó gãy cái đầu này nè, gãy cái đầu này nó bị gãy ngang, nó dính vô trong đây. Thì vấn đề ở chỗ là mình làm sao để mình lấy ra cái đầu này ra khỏi cái dắt này mới được, chứ nếu để gì thì không xài được. Nhất là đầu đĩa thì như gì cũng không có ghim, mua cái dây AV mới về bắt các bạn cũng không có ghim vô được luôn. Còn trong tivi cũng vậy, cách nào cũng phải lấy ra hết. Thì bây giờ nếu mà thường là làm sao? thường thường chỉ có một cách duy nhất là đem lại nhờ mấy anh thợ điện tử mấy anh lấy ra thôi, chứ không có cách nào hết trơn á. Đây là Tâm chia sẻ cho các bạn luôn ha, là các bạn để làm được cái vấn đề mà lấy cái dắt này ra khỏi nè, cái này thì làm sao? Thì các bạn chuẩn bị cho Tâm nè, bạn kiếm một con linh kiện nào cũng nữa nha. Đây nè, Tâm lấy cho một con sò nè, để chi cái Tâm xài cái chân này nè ha. Thứ hai là một cái mỏ hàn nóng, mỏ hàn nóng. Thứ ba là một cái kìm, cái kìm này để phòng hờ trường hợp như mà mình kéo cái đầu này nè ha, khi mình kéo ra ngoài á mà nó bị vướng nó lại đó, thì cái kìm này nó sẽ hỗ trợ nó kéo ra. Trường hợp mình đút vô mình rút ra mà nó vướng cái bao ở trọng ha, thì mình nhờ cái kìm này mình kéo cái bao ra ha. Thì giờ các bạn làm sao nè, bây giờ mình làm cho các bạn xem nè. Đang zoom gần lại chút xíu gì chắc thấy này. Đây nè các bạn nhìn nè ha, các bạn dùng cái chân con linh kiện nè, thấy chưa? Các bạn chọt vô cái lỗ giữa nè, các bạn cố gắng chọt vô càng sâu càng tốt nha, chọt cho ngập luôn nha. Đây tiền các bạn để cái chân này ở đây, các bạn dí cái mỏ hàn vô ngay cái đầu cái chân khi linh kiện đó, cho nó chảy cái mũ ở trong ra, cho nó chảy cái mũ ở trong cái dắt đó lắm nha, mục đích là để cho nó chảy cái mũ đó. Giờ bây giờ Tâm thọc sâu vô trong rồi nè, đó Tâm thọc vô trong ngập luôn nè, các bạn thấy không? Dí cái mỏ hàn vô cái chân linh kiện này, vừa dí mà vừa đút vô sâu luôn để cho nó chảy cái mũ nhựa, cái nhựa trong của cái dắt bị gãy á. Thì các bạn lúc mà cái mỏ hàn nó nóng lên, nó làm nóng cái chân linh kiện này nè, nó sẽ chảy cái mũ nhựa ở trong cái dắt đó nè, các bạn thấy không? Thì các bạn khi mà đút vô ngập rồi, các bạn chờ xíu chi, chờ cho nó nguội ha, nó nguội để cho nó cái nhựa ở trong đó nó dính vô cái chân linh kiện của bạn nè. Đây các bạn chờ chút xíu, thì các bạn cảm thấy là nó khô rồi, nó cứng rồi đó, các bạn rút ra từ từ. Thì khi rút các bạn cũng thủ theo mây kèm nha, rút ra lỡ mà nó cứng quá thì mình cũng cứng quá mình rút, cái khi nó vuột cái bao trong cái lỗ á ha. Bây giờ mình rút ra nè, rút ra đây nè, các bạn thấy nó vuột cái bao nè, thấy không? Dùng cái kìm kéo phụ ra nãy nó vuột cái bao trong cái lỗ nè, à các bạn thấy không? Đây ok chưa, đó xong một cái lỗ nè, lấy gãy trọng khúc nè, giờ kéo qua được nè ha. Xong còn đây cái nữa nè, thì cái này các bạn cũng làm tương tự thôi. Thì Tâm làm tiếp các bạn coi nè, để lại sử dụng một cái chân khác ha, để chân lên đi rồi mình sử dụng cái chân này làm lại các bước tương tự như vậy đó. Bây giờ nè, để ngay cái lỗ nè, à canh me ngay cái lỗ nè, đó canh me ngay cái lỗ đầu, dí cho món hàng vô cho nóng, dí cho món hàng ngay cái chân linh kiện đó cho nó nóng chảy cái chân, rồi vừa dí vừa đút cho từ từ nha các bạn, rồi đút vô từ từ
cố gắng đút càng sâu càng tốt nha, để chi cho nó chắc á. Rồi xong là các bạn chờ chút xíu, các bạn chờ chút xíu để cho nó khô và các mình rút ra từ từ ha. Cách này đơn giản lắm các bạn, nhưng mà thường thường á khách hàng không có biết, khách hàng không biết à, thì cũng có một số quý vị hỏi thăm hoài à, nên hôm nay cũng có thời gian em chia sẻ số mèo giặt cho các bạn luôn ha. Bây giờ mình chờ nguội nè, bây giờ mình rút ra từ từ nha, lắc nhẹ nhẹ rút ra từ từ nè, đừng gấp quá nó vụt cái bao trong nữa à. Rồi đó các bạn, ra nè, nó rút được cái khúc gãy ở trong ra nè ha. Đó thì các bạn ghi cần con linh, cần cái chân con linh kiện nè, con này cũng được hoặc con liên chở mà cái chân nó lớn lớn chút xíu cũng được. Tâm thích làm cái này hơn tại vì nó có cái đồ để cho mình cầm nè, cái con sò này nè nó có cái đồ để cho mình cầm đó, các bạn rút ra nha. Rồi như vậy là xong rồi đó, quá đơn giản các bạn à. Thì như vậy mình rút ra là xong rồi, mình cứ mua cái giắc mua dây AV mới thì mình xài thôi. Cái đầu đĩa xuống cái vậy là ok ha mọi người ha. Thì xuống Tâm cũng chia sẻ một số cái mẹo vặt nhỏ nhỏ mà thường thường trong gia đình mình hay gặp á, nhất là cách thử gì mod làm sao nè, rồi cách dùng cục pin để thử lo, cái cuối cùng là lấy cái giắc gãy trong cái đầu đĩa hoặc là cái tivi hoặc cái âm ly thì thường thường cũng hay bị trường hợp đó. Thì chia sẻ của Tâm đến đây cũng xin kết thúc qua chỗ này ha. Thì cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian dự báo của mình để theo dõi clip của Tâm ha. Thì mọi người xem clip, nhờ mọi người like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Tâm ha. Thì các bạn cứ bấm nút đăng ký, rồi bấm vô cái chuông, bấm rung chuông giùm Tâm nha, để khi mà các bạn có dịp các bạn lên các bạn sẽ thấy cái clip của Tâm đầu tiên nha. Hy vọng là cái clip này sẽ giúp cho các bạn phần nào những tiện ích trong gia đình, nếu có gặp những trường hợp như mà Tâm chia sẻ để mình có biết cách xử lý tại gia đình mình nha. Ok, xin chào mọi người nha, cảm ơn mọi người nha.